bạn này đầu tiên mà gặp Chi một cái là cái cảm xúc em sao? Kiểu như là người ta gọi là tiếng sét ái tình á. Tức là em bị sét luôn. Thích liền luôn. Mà thực ra là bản thân em á không uống được bia. Bia rượu là em không uống được mà hôm đó em uống rất là nhiều luôn. Em bị tiếng sét ái tình á. Dạ. Là do đâu? Cái body đẹp quá. Bữa đó mặc đồ đi hát rất là sexy. Em cũng có tà ý từ ngày lúc đầu luôn. Dễ sợ thiệt chứ. Có ý cho chị em có tà đâu chị. Đó. Chị sao chị rất khoái cái miệng của Chi nha. Chi nói cái miệng có duyên lắm. Chung chiếm mà chị. Dễ thương lắm. Nhưng mà nói chuyện á, anh có cảm giác như em hay bị lớn tiếng đó chị. Em nói to lắm. Em với mẹ em nhà nói chuyện rất là to. Vậy hả? Người ngoài tới đi ngang tao tưởng là rây lộn nhưng mà thật sự không có nghe. Trước Chi là em đã có bồ chưa? Dạ, có yêu ai chưa? Trước đó thì có. Thì nói chung là cái thời gian mình đi học, mình đi làm và phía ngoài thì tất nhiên là mình phải có là có người yêu rồi. Dạ. Nhưng mà khi em gặp Chi rồi thì em thấy là Chi có khác biệt với tất cả những người yêu của em không? Chính xác. Em thấy là gần như là khác hoàn toàn. Em thích vậy, em là thằng là tính. Không có lòng vòng bất cứ một cái chuyện gì á, giải quyết xong là thôi. Cái thứ hai nữa là dễ thương, đẹp. Biết quan tâm và yêu thương gia đình em. Lần đầu tiên mà vợ em về thăm ba mẹ ruột của em á, thấy ba má làm thì cũng sánh tay sánh chân, mặc dù là ca sĩ nhưng mà vẫn sánh tay áo nhờ vô làm. Ba mẹ cũng không cho nhưng mà vẫn làm. Ngay từ cái lần đó thì em xác định là đây sẽ là cái người vợ tương lai của em. Là trước đó là Chi có chia sẻ là Chi đang rất là buồn, rất là cô đơn. Trước đó em chia tay mà với là người yêu em đằng năm mấy hai năm. Và ngoài cái việc là em chia tay với người yêu thì em còn gặp phải một cái vấn đề gì không để khiến cho em trong cái tâm trạng là buồn phiền như vậy? Sau khi live show, nếu em được chọn lựa của em, khi bắt đầu em làm gái về 2 năm sau em tổ chức cái live show đó thì em mới bị thất bại cái live show đó, em lỗ gần 2 tỷ. Sau khi thất bại cái live show đó thì em và như là người yêu em mới chia tay. Trong thời gian 1 năm ấy em rất là buồn, là vừa sự nghiệp, vừa kinh tế và vừa chia tay người yêu nữa. Thế nên ra là lúc đó anh chị đang rất là cô đơn, rất là buồn và rất hụt hẫng thì lại gặp chàng trai này. Nhưng mà cái điều gì mà làm cho em cảm thấy là em yêu cái chàng trai này? Đầu tiên quen nhau, tìm hiểu cái tiền đó. Và em nói thiệt với anh luôn, tất cả mọi người nhìn vô nghĩ là em rất là giàu. Nhưng ngay cái thời điểm này, thật sự là thời điểm em khó khăn nhất. 7-8 tỷ bạc là hết chưa, không còn tiền. Mà phải mắc nợ mấy trăm triệu, 300-400 mà trong vòng 4 năm nó lên 1 tỷ mấy. Em đóng lời á. Tại vì khi mà tiếp xúc được một tuần lễ 10 ngày, mình thấy cái người này ok, tính tình được, hợp với mình. Nên em nói thẳng. Tại vì em mắc nợ nhưng mà em ra đường em vẫn đẹp, vẫn sang trọng. Không ai biết em mắc nợ và không ai nghĩ em nghèo. Cho dù em có nói, người ta cũng tin. Một tháng bây giờ đóng lời 70-80 triệu từng lời. Trời, em khủng hoảng đó, em nói thật sự. Rồi lúc đó ảnh sao? Thì ông nói là, thì nếu vậy mắc nợ thì hai vợ chồng mình cố gắng làm kiếm tiền trả nợ chứ đâu có gì đâu em. Ông nói thôi bây giờ để một hai tuần nữa đi, rồi ông sẽ tìm cách ông nói chuyện với mẹ để mượn cho em nữa, đỡ 200-300 đem trả nợ. Em nói trời, anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao? Anh hỏi mẹ. Rồi mẹ đánh giá em, nghĩ em chắc là lợi dụng này nọ nữa. Em không cho chị. Là em thương anh Hùng là vì như vậy. Từ khi em lấy anh Hùng là em phức lên luôn tới giờ. Tại vì bây giờ em đã trải qua cái khó khăn rồi, em mới dám chia sẻ. Hùng, cái lúc mà Hùng nghe Chi tâm sự như vậy á, thì em có nghĩ là cổ thử lòng em không? Hay là thực sự là em nghĩ cổ đang bị rơi vào hoàn cảnh đó thật? Suy nghĩ cá nhân em á, thì em lại nghĩ là bây giờ quá khứ em có quá khứ cả. Cái quan trọng là mình nhìn vào cái tương lai của mình. Mà tiền hay không có tiền thì từ từ mình sẽ tìm, mình làm ra. Vì bản thân lúc đó em cũng thực sự lúc đó em không giàu bằng ai, em chỉ bình thường thôi. Thì em nghĩ là thôi thì hai đứa làm, nắm tay nhau làm thì mình vẫn có thể đi lên được. Khi mà quen nhau một tháng, bắt đầu Khánh Chi đưa ra một cái điều kiện. Xong rồi nó không có tiền bạc nhưng mà sao điều kiện dễ sợ luôn, không hiểu điều kiện sao. Điều kiện sao chắc có thể là được nước rồi nè, rồi làm chân lên đầu đó, được vô đồ hai bà trưng đó. Em nghĩ là nếu như yêu nhau á thì chắc chắn là anh phải cưới em, phải kết hôn thì em mới chấp nhận, còn không là bây giờ mình cắt đứt từ bây giờ. Cho một tháng suy nghĩ, một tháng sau suy nghĩ trả lời anh đồng ý. Cho em hỏi anh câu, nếu như ba mẹ anh dắt em về nhà, ba mẹ anh không đồng ý thì anh sao? Nếu ba mẹ anh không đồng ý thì anh sẽ đi theo em. Là bao nhiêu lâu sau 2 tháng đó, bao nhiêu lâu thì dắt về? Rồi khoảng 2-3 tháng nữa là về. Rồi là sau đó là đám cưới luôn. Sau đó 1 năm sau mới cưới.